Siro. Chờ, mỗi đứa ngồi chỗ. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây cơ. Phòng đây. Ok, ngồi xuống, Pila ngồi luôn đấy. Ngồi luôn xuống đấy, ngồi luôn xuống đấy. Siro. Siro đâu? Siro ngồi đấy đây nè. Siro. Ngồi đây. Ra đây xem. Ngồi xuống. Đi. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Siro ra đây. Nasi ngồi yên đấy. Nasi. Ok ngồi đấy. Siro. Ra đây. Ngồi đấy. Chờ nhá, ba đứa trông cho anh nhá. Là Siro không muốn chậm à? Siro ơi. Rồi Nasi ngồi đấy. Ok, con Siro đâu nhỉ? Còn thiếu. Siro ơi. Siro. Đang ngồi đây chờ. Siro ra đây sao nào? Siro. Chờ mỗi Siro ra đây để ăn thế này Siro ơi. Siro. Muốn ăn mà không muốn làm mà. Hả? À, phải ra đây trông chứ. Rồi Pila ngồi đấy. Messi ngồi đấy. Ngồi xuống, ngồi xuống. Hai đứa ngồi đấy nha, hai đứa ngồi yên đấy nha. Để anh đi anh lấy thêm đồ, anh lấy cho mỗi đứa thêm viên vitamin nữa nha, ngồi yên đấy. Ngồi yên đấy trông cho anh. Thôi ngồi yên đấy, đừng đi đâu. Đâu biết anh làm gì. Cho mỗi đứa một viên vitamin nào. Nào, ra đây. Ra đây nè. Siro. Hai đấy con này. Cứ muốn ăn mà không muốn làm. Đây. Rồi. Messi. Messi. Đây. Pila. Quay lại đây. Vòng đây. Vòng đây. Vòng xích cho mông lại. Vô cái vòng hả? Con chú Bi qua không nhỉ? Đi ăn đi. Chú Bi đấy. Ủa? Cho ba đứa cho nó ăn. À. Một bữa ăn này thì bữa ăn hạt là khoảng hơn 4 lạng một chút. Ngâm ra một chút thì nó nở thôi. Thì chỉ có hơn 4 lạng hạt thôi chứ không có nhiều đâu. Coi như là 4 lạng hạt. Một con. Mọi người để ý xem bữa ăn của nó vào vào phút Siro. Siro đã xong rồi đấy. Siro xong chưa? Xong rồi thì chờ đấy tí. Tí xem con Yumi nó có ăn thừa không. Con Yumi mà nó ăn thừa thì cậu chia cho. Siro nhé. Bảo bảo ngồi trông cái bát đồ ăn thì không chịu trông nhé. Ăn thì ăn nhanh. Bảo trông thì không chịu trông. Pila cũng đã xong. Rồi ngồi đấy chờ. Ngồi đấy đi. Chờ tí nó con Yumi mà nó không ăn thì cho mấy đứa ăn. Đây phần của con Yumi đây. Yumi ăn bao nhiêu ăn nốt đi. Không Siro ngồi gọn chỗ đi. Chị Yumi vẫn còn đang ăn. Chưa xong. Siro cứ bảo trông cái bát có tí thì không chịu trông. Hóng chờ ăn thừa thì nhanh thế. Con nọ viết bát hộ con kia. Sợ là ăn chưa sạch bát. Bát ăn nó phải sạch tinh. Đấy.
con Messi lên trên ghế ngồi đi, Messi lên ghế ngồi đi. Yumi ăn thế thôi hả? Hả? Yumi ăn vậy thôi hả? Ok, thế thì còn thừa tí lại chia cho ba đứa này nhá. Mi ăn đi, ăn bao nhiêu thì ăn đi. Messi chờ đấy tí, chờ tí nó ăn thừa thì anh chia cho. Mi ăn đi. Đứa nào lên ghế ngồi đi để anh quay video nào. Đứa nào lên trên ghế cứ ngồi đi. Lên ghế. Ghế đâu? Lên ghế ngồi. Ai bảo vào trong chuồng? Đây, con Yumi nó ăn thừa một tí. Sao siro ra ăn ăn thừa thì sao mà nhanh thế? Hả? Bảo siro trông thì mãi mà đây là nó chỉ có qua mấy hạt thôi. Chứ không có nhiều, con Yumi nó ăn là cũng chỉ còn có mấy hạt thôi. Chờ nhá. Chờ chia. Từ đã cho được chưa cho từ từ đây này, mỗi con 4-5 hạt này, con pila vòng ra đằng sau là gì cái phần này, siro xuống đây quá gắn nốt đi. Coi như là mỗi con được thêm 4-5 hạt nữa đây còn gì nữa. Đó. Bữa ăn là cứ đùa cho nó vậy thôi, chứ còn thực ra mà để một bữa ăn nó nhanh lắm. Nó chỉ ngâm hạt thì mất 1 phút để lấy hạt ra ngâm. Ngâm hạt ở cái thời tiết trời lạnh như này thì ngâm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Sau đấy thì cho ăn, tức là cứ trước giờ mình ăn cơm ấy thì mình sẽ lấy hạt và mình gầm như chúng nó. Không là ăn cơm xong, mình ăn cơm xong thì như bây giờ ăn cơm xong rồi thì nên cho chúng nó ăn phát xong đó. Đây, sạch tinh luôn. Pila lên trên ghế không? Pila lên đấy, vòng đây tí nữa rồi nước này không? Đây, đây ngồi đấy, ngồi đấy để làm minh họa. Ok đấy. Pila lên trên này, Messi một bên, Pila một bên, Messi ngồi trên đấy, Pila ngồi xuống, Messi cũng ngồi xuống, ngồi yên đấy, nhìn vào máy quay để làm minh họa. Đây, là mấy cái bát nó đều sẽ sạch tinh. Mọi người ấy, có nhiều người có cái ý kiến cho rằng cái việc là khi mà con chó nó ăn cám này này, là nó ăn nhiều, nó chỉ ăn một loại cám là nó chán. Về sau nó giảm ăn, không phải đâu mọi người nhé. Khi mà con chó nó ăn cái cám này một thời gian mà nó giảm ăn đó, thì nếu mà là thời tiết hoàn toàn bình thường, một con chó khỏe mạnh bình thường mà nó kém ăn, nó cái lượng ăn nó giảm đi, nó ăn ê à hơn hay gì đấy, thì đó là bởi vì là mọi người đang cho nó ăn thừa một chút. Khi mà nó ăn thừa một chút như thế thì dần dần nó sẽ chán ăn đó. Thì trong cái trường hợp mà cho ăn hạt đấy nhá, mà mọi người thấy con chó nó giảm ăn đi, nó ăn kém đi, nó kém ham ăn nó này kia ấy, thì mọi người làm một cái công thức chung là mọi người cho nó ăn giảm đi một nửa khẩu phần liên tiếp trong 3 ngày, là chỉ cho ăn một nửa khẩu phần thôi. Để làm gì? Để cho cái đường tiêu hóa của con chó ấy, nó được hồi lại. Tức là bình thường mọi người cho ăn như thế mà nó chán ăn là bởi vì là con chó nó ăn hơi nhiều so với cái lượng nó cần và nó bị mệt ở trong người, nó bị cái đường tiêu hóa của nó, tức là mọi người đấy tưởng tượng là cái đường tiêu hóa của nó phải làm việc quá công suất nhưng nó quá một tí thôi, thành ra nó kéo dài lâu. Có thể chúng ta là con chó nó ăn 1 tháng 2 tháng 3 tháng sau nó mới chán ăn kiểu như thế, thì chúng ta làm một cái bài là chúng ta giảm đi một nửa khẩu phần ăn, sau 3 ngày chúng ta lại tăng lại cái lượng ăn cũ. Đó là trong cái trường hợp là chúng ta cho ăn một tí, bởi chúng ta sợ con chó gầy. Ai nuôi cũng thích con chó nó hơi bù bẫm một chút, thành ra chúng ta sẽ cho nó ăn thường thường, sẽ cho nó ăn hơi nhiều hơn cái lượng nó cần một chút thôi, thì
thì lâu ngày thì chúng nó cũng sẽ chán ăn, thì chúng ta sẽ giảm đi như thế. Còn với những người mà cho con chó ăn quá nhiều ấy thì có thể là con chó nó chỉ ăn một tuần thì nó đã chán ăn rồi nhá. Nhưng không phải là vì nó chán ăn hạt đâu, mà bất kỳ mọi người dùng đồ ăn nào cũng thế thôi. Nếu mọi người cho nó ăn nhiều ấy thì nó chỉ sau khoảng một tuần thôi là con chó nó sẽ kém ăn ngay, nó sẽ chán ăn, nó kém ăn rồi nó hít ngửi rồi nó ăn trọn để tính thưa các thể loại, hoặc nó ăn thừa nó bỏ lại. Là đấy là bởi vì chúng ta do chúng ta cho nó ăn nhiều nhé, chứ không phải là do đồ ăn đâu. Còn ăn cám hay là ăn thịt thì nó đều như thế hết, ăn thừa nó đều sẽ chán ăn. Và trong cái trường hợp cái cách làm chung ấy là chúng ta sẽ giảm cái lượng ăn của nó đi 3 ngày liền là ok. Khi mà chúng ta với con chó nó đang ham ăn, nó đang khỏe mạnh bình thường, chúng ta chỉ cần giảm 3 ngày đi là đủ rồi. 3 ngày giảm đi một nửa khẩu phần ăn thì con chó của chúng ta nó sẽ ham ăn ngay. Còn với cái con chó của mình ấy, có thể nói là mình nuôi quanh năm suốt tháng chỉ có ăn hạt thôi. Và ở nước ngoài rất nhiều trại chó người ta nuôi là người ta cũng đều cho ăn 100% cho ăn hạt từ lúc con chó nó tập ăn, tức là tập ăn dặm cho đến khi con chó nó già luôn, nó không có một cái đồ ăn nào khác chỉ có hạt thôi. Bởi vì hạt nó cung cấp đủ dinh dưỡng rồi, và hạt nếu mà chúng ta giữ cho con chó nó ăn đủ lượng nó ăn lúc nào cũng ngon miệng, không có bao giờ ngon miệng cả. Còn nếu hôm nào mà nó ăn không ngon miệng ấy, thể hiện là con chó nó đang bị yếu trong người, hoặc là thời tiết nó thay đổi, hoặc là con chó nó đang có một cái vấn đề gì đấy trong người. Chứ còn không phải là vì là nó ăn một cái loại cám mà nó chán ăn nhé mọi người nhé. Đó, những cái người mà có thắc mắc về cái việc là cho con chó nó ăn một cái loại cám để thấy sau một thời gian là nó chán ăn, là đấy là bởi vì đấy là mình trả lời cho mọi người qua cái video này là